Hey, xin chào tất cả các bạn, chào mừng toàn thể tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Vâng, mình là nhóc MT đây Lời đầu tiên được cho mình chúc toàn thể tất cả các bạn có một ngày mới thật sự vui vẻ Đầm ấm với gia đình và người thân anh em ơi Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở về với Đó chính là hội trường bóng tối Hội trường thợ xây với nhóc MT Vâng, hội trường thợ xây của nhóc MT hiện tại đang là hội trường thợ xây cấp 9 rồi các bạn ạ Thì không biết rằng là anh em đã nâng cấp Uh, hội trường thợ xây đến đâu rồi Và chúng ta cũng là khá lâu rồi Chúng ta cũng không thấy rằng là Có một cái bản cập nhật Có một cái bản gọi là gì đó vui vui uh, Về bên hội trường thợ xây Đúng không? Đó Chính bởi vậy uh, trong cái thời gian gần đây Vậy tại sao hôm nay mình lại làm Về hội trường thợ xây Thì các bạn biết rằng là cái sự kiện Đây anh em nhá hôm qua đánh được một trận rồi Thật sự với anh em là như thế ấy. Nhưng mà chợt nhớ ra bảo ô tại sao mình không quay một cái video coi như là làm luôn uh, coi như là đánh luôn với anh em cực kỳ man dợ các bạn ạ đó sự kiện về cái con barbarian hãy chút lên đầu kẻ thù một sức uh, một cơn mưa cuồng nộ sau khi giành lấy tổng cộng 10 sao trận chiến đối đầu uh, cái này Thật ra rất là đơn giản các bạn nhé cái sự kiện này ấy, nó là một cái sự kiện mà nó tính sao thôi chính bởi vậy mà khi đi đánh các bạn cần phải làm gì đó chính là các bạn phải cần lấy được 3 sao cho nhóc MD. Vâng, căn nhà này thì sao? Trời ơi, sao đây, đây toàn lỗ thế này nhỉ? Mình 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 đang thích một cái là mình đang thích giỏ giọt vào đây phát này anh em này. Đấy, thả một phát vào đây đây. Thả phát vào đấy là đỡ được một cái gì? Đỡ được một cái uh, tổ đội uh, Parker. Đấy, không cần phải tổ đội ôm bom này nữa. Rồi, tuyệt vời quá nhỉ. Không cần tổ đội ôm bom này thì có lẽ rằng là châm cứu một tí ti thì sao đâu rồi ok mình cũng sẽ châm cứu một tí ti các bạn nhé rồi vậy thì à, mình sẽ mang đi đó chính là thêm một đàn barbarian nữa đi rồi chắc chắn rồi bởi vì tại sao mình lại mang thêm một đàn barbarian thì các bạn biết rồi ở đây chắc chắn là cũng phải có con tiêu hồ quang điện siêu cấp này à con tiêu hồ quang điện này và quả bom này đó mình nói không có sai vẫn không có sai một tí ti nào luôn Thích mình nhử đây phát nữa luôn Rồi ôi chém luôn Chém luôn mình khô máu các bạn luôn Ở đấy thôi các bạn nhá Rồi bây giờ chúng ta chiến đấu là chúng ta phải chiến đấu ở đây cơ Ok Bòm bẫy nhiều quá nhỉ Bòm mới bẫy nhiều quá ừ, 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 ừ. Rồi ok chưa và bây giờ thì sao Con tướng của mình sẽ được vào đây Lên luôn Lên là lên 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 Rồi ok cho một hai con cối vào đây chơi cho nó khô máu bom bẫy rất nhiều nhưng mình đâu có sợ mình sợ thì mình đã không chơi vào đấy rồi thật sự với tất cả các bạn là như thế mình sợ thì mình đã không chơi vào đấy rồi mình mình đánh nó là ui rồi lúc nào nó cũng phải gọi là uh, tâm trí nó phải khác người một tí rồi chứ đánh mà tâm trí nó kiểu nó giống người thì đánh nó u buồn lắm anh em ơi trời ơi u buồn lắm anh em ơi ui giỏi ơi con siêu siêu cấp này giật ghê thế ghê quá ghê 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 ghê, ghê quá quá ghê vâng ghê quá mình sợ các bạn quá mình hoảng hốt với các bạn quá ôi trời ơi hoảng hốt quá hoảng hốt quá vâng đến đây thì tại sao tại sao tại sao rồi ok cứ từ từ mà chơi thôi ở đây trên đây xem còn đâu nữa không nào 12 chú barbarian các bạn nhá trận này nhẹ nhàng thôi có lẽ rằng là lấy um... mình nghĩ rằng là đến ô oh, lâu come on làm khó nhau rồi các bạn ơi khó nhau quá rồi đấy mình hoảng hốt cọn quá mình choáng cọn quá thảo bên đây là sai các bạn ạ bởi vì sao gặp ngay cái bẫy bật mà bên đây lại có một cái bình này cực kỳ tốn thời gian đấy à, 74% phần trăm chiến thắng là cái chắc chắn rồi rồi đi về thôi các bạn nhá mình nghĩ rằng 74 phần trăm lấy hai sao có một cái chiến thắng đầu tiên không nên lỗi tệ lắm đó và và đừng quên cường hóa đồng hồ chúng ta sẽ sang bên đây đó đây là một trong những bốn cái sự kiện một này hai này ba này bốn này vâng nếu mà tính cả cái lò luyện giảm giá này đi cho năm đi thì mình có cảm giác như là đây là một trong những cái sự kiện mà mình cảm giác là đánh được và cái phần thưởng của nó thật sự với anh em là ok nhất trong những cái sự kiện kia à, cái sự kiện này cũng được này một cái thuốc tợ xây này thật ra mình cảm giác cũng ok còn những cái sự kiện trên này thì thật ra nghèo lan quá quá nghèo làn luôn ấy ừ, rồi cái viên đá này cái sự kiện này thì à, gần như là người ta đang búp về bên hội trường thợ xây chính bởi vậy mà anh em nào đang muốn cày hội trường thợ xây thực ra cực kỳ tốt luôn các bạn nhé rất là tốt luôn đấy. rồi chúng ta cùng đến trận thứ hai mình à, mong muốn rằng là còn 8 sao nữa mình sẽ đánh trong vòng 4 trận mỗi trận lấy hai sao anh em ạ à, bên đây thì các bạn đừng cố quá về cái chuyện gọi là ba sao ra là ba sao ở bên hội trường tạo xây anh em đi đánh nhiều rồi các bạn biết khó lắm cũng không không đơn giản là dễ đâu đấy trận nhà này thì có cả con um, rồi dung nham các kiểu là điều cả các bạn ạ nhà này thì người ta có các kiểu lắm chính bởi vậy mà chúng ta lại phải chuyển được combo và vâng, chúng ta lại phải ba đi một chú rồi ok rồi đấy đây trận này mình đang có lẽ rằng là thiên hướng của mình đang muốn đục vào cái hướng đang xây này để ăn con nhà chính ở đây Thiên hướng của mình nó là như thế thôi chứ còn thật ra là uh, nhiều cái thiên hướng lắm các bạn ạ Rồi ok chưa ạ Mình hoảng hốt đâu cái chứ Mình đâu có sợ các bạn Trời ơi mình đâu hoảng hốt nhưng mà chưa 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 lém được bức tường nào à Chưa lém được bức tường nào là, là hơi u, u sầu cuộc tình đấy nhá Rồi ơi chưa lém được bức tường nào là thật sự là hơi u sầu cuộc tình đấy Rồi con tướng ơi cố cố lùi lùi sâu sâu một tí Lên anh lùi bước một tí đi em Lùi bước một tí đi Rồi con nhà chính thì chắc chắn là nằm trong tay rồi Không 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 sao phải nghĩ ngợi rồi Nhưng mà chú cứ lùi bước một tí u Thật sự là quá buồn Khi những khẩu cà lông không còn nữa Vâng không còn nữa Không còn nữa rồi không còn nữa rồi gồng con tướng được một nháy nữa này ôi hết ba ba đi an rồi đang định thả vào đây một nháy nữa là lấy được đôi ba gọi là phần trăm ở đây này trời ơi trời ơi ô oh, lâu suýt nữa thì uh, được cái con số đó chính là 66% mươi sáu các bạn ạ nếu như uh, nhưng mà mình nghĩ rằng là 62% cái thế trận uh, 62% mươi nó cũng gọi là tạm chấp nhận được nó ở hạng trung bình các bạn ạ <laughs> mình chỉ sợ những cái trận gọi là một sao thôi một sao thì thật ra tỷ lệ thắng rất chi là thấp các bạn nhé ôi oh. oh, người ta 66 rồi có khi trận này mình bị thua rồi các bạn ạ thua rồi người ta hơn mình ủa 68 hơn mình hẳn 6 liền thế mới đau còn nhà bà đớn không thôi chứ biết thế chiến thuật hơn một tí ti nữa là ăn rồi thế là mới đau không vâng đây các bạn cùng xem vâng sáu rồi các bạn nhá trận này nếu như vậy mình phải cố gắng đánh cái trận thứ ba này ba sao đi bởi vì cái trận trước mình bị tạch mất rồi ba sao luôn ba sao thì thôi nhá <laughs> thôi nhá thôi thôi không 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 nói đến chuyện chuyện ba sao nữa anh em nhá thôi nói đến cái chuyện hai sao <laughs> nhà gì mà cứng thế cái trời ơi người chị gọi những cái căn nhà cái bay cái bay cái bay gì đây không biết nữa thuộc hàng cứng hơn quả trứng thế này đây chắc chắn là hai cái bẫy bật rồi khó ghê nhỉ khó đấy khó khó các bạn nhé cái thế trận này là một cái thế trận khó rồi khó quá nhỉ nhưng mà đánh được không phải là đến nỗi nào lắm đâu mình mà đánh được là mình nghĩ rằng là mình sẽ vẫn đánh được các bạn ạ còn mình bảo mình không đánh được thì chắc chắn là mình sẽ không đánh được đâu rồi đấy là chém gió đấy thôi chứ còn thật ra là cái khâu mà đánh được hay không đánh được ấy, nó còn ở cái khoảng cách xa lắm thật sự với anh em nó là như thế ok chưa các bạn đấy ok chưa ok chưa anh em rồi Hơi mang nhiều Đó chính là cái đàn barbarian Sang bên hướng bên kia Nhưng ủ ủ có tướng đã ra đi rồi á Sao lại ủ ủ ủ buồn cuộc tình thế em ơi Trời ơi trời ơi trời ơi Trời ơi trời Giã con nhà bà hàm rồi à, Cố gắng lấy uh, Lấy sao của con nhà chính thôi Lấy sao của con nhà chính thôi Vâng và cấu gì ạ à? Một sao rồi Bây giờ thì sao ui Không thể làm gì 45% vâng chắc chắn là bây giờ mình sẽ nhiệm vụ rất khó cho mình. Ấy a, à, khó khăn quá nhỉ. Khó khăn quá anh em ạ. Ui 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 kia 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 kia. Ôi giời ơi, 47% rồi, 47% rồi. Kia 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 lâu 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 lâu. Ui dồi Ôi. Rùa gà thế cái chứ. Thôi, anh em đừng có nhìn vào cái trận này nhá. Ôi dồi, nhưng mà nó lại là chiến thắng. trời ơi, đối thủ không muốn đánh luôn tèo mega uh, mega usa 4, chắc là fan của mình sao ấy fan của mình uh, tên là tèo đến từ ô oh, u uh, Americans. <laughs> america vâng u buồn thế rồi chứ chẳng có nghĩa fan của mình sang tận nước mỹ cơ ngại nhỉ hay là bạn bạn đấy có lẽ rằng là bạn tèo thì thường thường anh em tèo sẽ là tên của một bạn việt nam nhưng mà mình nghĩ rằng là như vậy nhưng mà bạn ấy sang bên Mỹ đấy anh em Du học hay kiểu gì đấy Chính bởi vậy mà ô oh, gặp ngay fan mình này Đánh thì không được Thắng là không được rồi Chính bởi vậy mà à, Nhưng mà là, thôi, ok nhường fan Một cái trận có cái gì nhỉ ở giờ idol 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 À không phải Tức là idol nhường nhường idol trận đấy đấy anh em Thường thường cái kiểu idol đấy mình chẳng biết thấy anh em hay gọi idol thì mình bảo thế thôi lém mấy cái con uh, ấy cái buồn cười quá thật sự với anh em là ném mấy cái con cối ấy Hà với anh em luôn rồi ôi con siêu cấp là nó giật cho thì con tướng này ra đi rồi có khi con pec ca này còn ra đi ấy ô hay nhỉ cái buồn cười thế nhỉ con siêu cấp nó lù lụ như thế mà nó không đi đánh vâng nó cứ đi đánh cái gì để mình không hiểu cái chuyện ui 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 nhanh 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 kìa kìa một máu nữa kìa ui, ui, mấy cái ông này thì làm cái gì đây lại trận đấu 64% phần trăm trời ơi trận này nữa là trận trước hai sao trận này hai sao có khi trận này xong rồi chứ nhỉ nhưng mà sao được cái hôm nay đánh rùa gà một tí nhưng mà cực kỳ đỏ anh em nhá chín sao rồi chín sao rồi sao lại chín chín sao nhỉ mình đánh một cái trận không có sao à, <laughs> à mình đánh một cái trận uh, lỗi à À hai sao này. À đây 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 có một cái trận rùa gà gặp bạn Tèo đấy anh em. Trận trước thì thua trận, đúng rồi. Trận bạn Tèo đấy thì được có một sao thôi. Quá ấy, thể nào mà uhm, đã căn rồi lại bảo tầm đánh khoảng 4 trận là đủ rồi, cuối cùng vẫn bắt đánh thêm trận nữa. Ok. Đổi combo đi nhờ. Combo sao chẳng có combo gì hay cả. Nhà thì chưa mắc Ôi, một sao nữa thì đánh tâm lý nó cũng thoải mái hơn tí ti Thật ra là chúng ta cũng có, có thể uh, chuyển cái combo này anh ạ Cảm giác cái combo này rất là ok luôn này Máy dập, máy giết các kiểu là đều quá nhỉ Một sao nữa thôi nên là uh, không có quá nhiều cái áp lực đâu Rồi, đó anh em nhá Hai con này Mình hoảng hốt đâu cái chữ Rồi, chỗ này vào ốc, oh, sao lại à bẫy bật bẫy bật bẫy bật thể nào lại có một con nó đi vào bên trong nữa rồi ôi u buồn của tình thế rồi ôi làm gì mà ghê vậy bình sở tĩnh tí đi anh ơi bình sở tĩnh một tí đi anh ơi bình sở tĩnh tí nào đèn dầu này đèn dầu gì mà đèn dầu ghê vậy ghê 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 quá nhỉ đúng là pekka có khác u biết thế đánh pekka từ đầu không có bo có bùng gì cả cứ chạy bách ca chơi nó nhẹ nhàng tình cảm đấy con kia mà đi vào đây là ấm quá rồi hay quá hay quá trời ơi một 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 nháy nhẹ nhàng đúng không rồi tuyệt vời quá tuyệt vời quá à à à à à, à. à, à, à bướng, bướng bướng với tất cả đại tướng bướng con cái con qua uh, quang siêu cấp nó giật ghê lắm các bạn ạ ghê kinh khủng luôn cái con siêu cấp ấy ui bây giờ còn một con barbarian này hay quá nhỉ tuyệt vời quá nhỉ có thể lấy được tầm khoảng hai bốn sáu tám phần này anh em này Thế mà nó lại không còn con Barbarian nào À, à, bướng quá nhỉ Mình sợ, oh no Như vậy con tướng của mình đã ra đi mất rồi Tuyệt vời quá nhỉ Mình sợ các bạn quá nhỉ Ây chà Và chắc chắn là không thể là ba sao Kể ra mà cứ đánh chai pekka từ đầu Có khi mình nghĩ rằng là những cái trận chiến thắng là Không nằm trong dự tính đâu Rồi nếu như con uh, pekka này mà cự được một phát bắn nữa các bạn ạ Ôi kìa Ôi giời ơi con siêu cấp này nó còn tí tí máu thôi Thề với anh À vẫn còn đường bên trên này này Tiệt quá Ôi giời ơi Người ta dã cho mình 3 sao luôn <laughs> Một cái trận cái đấy anh em Đôi lúc ấy thật sự với anh em Đôi lúc ấy hay nó không bằng hên đâu Thề với anh em luôn Đấy anh em thấy không một sao nó vẫn còn chiến thắng nhưng mà đây 90% tưởng ăn ba sao rồi vẫn cứ thua như bình thường và cái quan trọng nhất đó chính là những mt đã làm xong thì sự kiện cực kỳ man dợ rồi đó anh em nào mà chưa hoàn thành sự kiện này thì các bạn có thể quẩy ngay sự kiện này cho mình bởi vì cái thời gian của nó rất còn ngắn thôi khi mình đăng cái video này lên chắc chỉ còn um, đôi ba tiếng thôi nhỉ rồi hoặc là một ngày đấy thôi thì mình thấy rằng là thật ra nó cày cũng khá là ok mong là anh em sẽ cày và lấy những cái nhiệm vụ cho mình đá cổ ngữ hắc tiên dược mình không mua gì cả 3 triệu ba nghìn game sót to sót rồi video của mình kết thúc tại đây rồi. Hẹn tất cả các bạn vào những video lần sau. Anh em đừng quên, đó chính là cho mình xin một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh các bạn nhá. Rồi giờ thì xin chào các lại tất cả các bạn